chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ngày hôm qua thì trên toàn phạm vi cả nước thời tiết khá thuận lợi. Với các tỉnh miền Bắc thì trời chỉ còn nhiều mây và có sương mù vào sáng sớm. Ban ngày trời có nắng đẹp, mức nhiệt độ ban trưa phổ biến trong khoảng từ 27 cho đến 29 độ. Độ ẩm là từ 70 đến 74%. Còn với các tỉnh thành thuộc khu vực ven biển miền Trung, thời tiết ở đây cũng khá tạnh giáo và có nắng nhiều vào ban ngày với mức nhiệt độ ban trưa phổ biến là từ 28 đến 30 độ. Riêng ở các tỉnh cực Nam Trung Bộ còn tăng hơn từ 1 đến 2 độ. Các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng khá ít mưa, ban ngày có nắng vừa phải với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 29 đến 31 độ tại khu vực Tây Nguyên và từ 32 đến 34 độ tại khu vực Nam Bộ. Đặc biệt là tại một số nơi thuộc miền Đông Nam Bộ đã xuất hiện nắng nóng như là Đồng Phú ở Bình Phước 36,2 độ. Tây Ninh 36 độ. Trong 3 ngày tới thì thời tiết trên khu vực vẫn phổ biến là ít mưa, ban ngày trời sẽ có nắng nên nhiệt độ ít biến động so với 24 giờ trước. Còn tại các tỉnh thành Bắc Bộ thì vào khoảng đêm nay, bộ phận không khí lạnh đã báo sẽ được tăng cường xuống phía Nam và ảnh hưởng đến thời tiết thuộc khu vực Bắc Bộ. Như vậy là sang ngày mai, thời tiết trên toàn khu vực trời sẽ chuyển nhiều mây, có mưa rào và dông. Mưa sẽ duy trì trong ngày mai, sau đó từ ngày 19 sẽ giảm hơn về diện. Mưa và gió rét sẽ làm nền nhiệt Bắc Bộ giảm từ ngày mai, trời chuyển rét, biên độ dao động nhiệt trong ngày không nhiều, chỉ từ 15 đến 21 độ. Sau đó từ ngày 20 thì không khí lạnh sẽ suy yếu dần, nên trong ngày sẽ có lúc trời hửng nắng, nên nhiệt độ lại có xu hướng tăng trở lại. Còn đối với các tỉnh thành thuộc khu vực miền Trung, cũng từ ngày mai do ảnh hưởng của khối không khí lạnh nên đới gió Đông Bắc sẽ hoạt động mạnh dần và mưa sẽ bắt đầu xuất hiện trở lại tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, sau đó lan dần xuống các tỉnh Trung Trung Bộ như là Quảng Nam, Quảng Ngãi. Toàn khu vực sẽ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, nền nhiệt cũng có xu hướng giảm dần. Trời sẽ chuyển rét tại các tỉnh Bắc Trung Bộ. Sau đây là dự báo cho từng khu vực. Khu vực phía Tây Bắc Bộ thì từ ngày 18 cho đến ngày 19 trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông trong ngày 18. Sau đó thì chỉ còn có mưa vài nơi, trời rét. Riêng một số tỉnh như là Lai Châu, Điện Biên ít chịu tác động của không khí lạnh nên nhiệt độ ban trưa sẽ tăng lên ngưỡng 23 đến 24 độ. Còn vào ngày 20, đêm và sáng trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng, nên nhiệt có xu hướng tăng dần, trời chỉ còn rét về đêm và sáng. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông trong ngày 18. Sau có mưa vài nơi, trời rét với nhiệt độ ban trưa phổ biến trong khoảng chỉ từ 21 đến 23 độ. Ngày 20 thì đêm và sáng nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều có lúc trời giảm mây và hửng nắng. Nhiệt độ ban trưa có xu hướng tăng từ 2 đến 3 độ và phổ biến trong khoảng từ 23 đến 25 độ. Khu vực từ Thanh Hóa cho tới Thừa Thiên Huế, trong 2 ngày tới thì trời chuyển nhiều mây và có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, nền nhiệt thì bắt đầu có xu hướng giảm, trời chuyển rét tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Còn ngày 20 thì mưa giảm nhanh, chỉ còn diện vài nơi, ban ngày có lúc trời hửng nắng, nền nhiệt có xu hướng tăng, nhiệt độ ban trưa sẽ phổ biến là từ 24 cho đến 27 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trong ngày 18 thì khu vực này có mưa rải rác ở khu vực phía Bắc. Từ ngày 19 trở đi thì mưa giảm hẳn, trời nhiều mây về đêm và sáng, trưa chiều có nắng nhẹ. Chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ ban trưa phổ biến là từ 31 cho đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên, trong 3 ngày tới, thời tiết khá thuận lợi, phổ biến là ít mưa, ban ngày trời nắng, với nhiệt độ ban trưa tăng lên ngưỡng là từ 30 cho đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ trong những ngày tới thời tiết ít biến đổi, ngày nắng, chiều tối chỉ có mưa dông cục bộ tại các tỉnh thành ven biển. Nhiệt độ ngày đêm dao động trong khoảng là từ 24 cho đến 34 độ. Khu vực Biển Đông, từ ngày mai do tác động của không khí lạnh nên khu vực Vĩnh Bắc Bộ và phía Bắc Biển Đông, bao gồm cả khu vực quần đảo Hoàng Sa sẽ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Khu vực trên cũng có mưa rải rác làm tầm nhìn xa giảm thấp, chỉ còn từ 4 đến 10 km. Còn khu vực giữa và phía Nam Biển Đông bao gồm cả quần đảo Trường Sa vẫn có duy trì đới gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6. Mưa dông có khả năng xuất hiện tại khu vực Nam Biển Đông làm giảm tầm nhìn, tàu thuyền khi lưu thông cần hết sức chú ý. Như vậy là từ ngày mai, thời tiết tại các tỉnh Bắc Bộ sẽ chuyển nhiều mây và chuyển rét. Trời sẽ có mưa trong ngày 18, sau đó sẽ giảm dần. Từ ngày 20 thì không khí lạnh suy yếu dần, thì nền nhiệt độ lại có xu hướng tăng dần. Còn các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ cũng có mưa rải rác trong ngày 18, ngày 19, trời cũng chuyển rét về đêm và sáng. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết chưa có biến động gì nhiều. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết trưa nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!